Trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi hỏi coi game gì nha. A Dirty Trip, một tựa game mà các bạn có thể lắp xe đi vòng quanh map gặp mèo béo. Mèo béo đói quá, mèo béo ơi, gặp lốc xoáy, gặp máy bay rơi, gặp thiên thạch, gặp quái vật nhiều phóng xạ. Vậy thì cuộc hành trình của chúng ta khi chơi ở Dirty Trip sẽ như thế nào, mời các bạn hãy xem tiếp video nha. Mèo béo ơi, Nam Mô Di Đà Phật. Nghe nè, gặp ơi đâu đang mèo béo vậy, từ dưới sông nè. Không kiếm được cái gì không? Xin mắt đồ nọ ăn chung dây. Hả? Ông ơi, ông có một chỉ râu với một... Xin mắt đồ nọ ăn chung dây. Đấy không phải là mèo béo đâu. À, mày không được ăn béo đâu. Cấm ăn râu, ngừng ăn râu. Mắt đồ nọ số 1. Chuối. Thôi thôi bỏ tới giờ nè, cái loại nhà vậy, cái đậu nhà ở ở rồi, thấy không? Oh shit. Đây đây. Ủa xe cái gì vậy? Xe nó nghiêng quá vậy? Xe đó đi bay cái độ. Đi bắn vô. Cái gì vậy? Mình phải bên này có xe mà. Nhưng mà xe không thấu người lẫn mày. À 7 người. À 2 người ngồi thấu đi 2 xe. À nhầm, 2 người đi 1 cái xe. Nhưng mà 7 người còn ngược lại đâu. Đi chứ đại. Thôi đi tạm biệt anh em ơi. Ê! 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 Tạm biệt nha. Đi đi. Ủa sáng đâu, ai đi sáng rồi. Đi luôn, đi luôn, đi luôn. Đi luôn, đi luôn. Gì hả? Cái gì hả? Gỡ bánh xe ra. Ai không, em cũng thương. Đi đi đi. Ủa tháo mẹ đông chơi, muốn chạy chứ. À, siêu muốn chạy. Bớt nha. Ê nè. Tao lắp này đi chung với thằng Huy em. Tao đi xong rồi đấy, xong rồi. Ờ đi Huy ơi, đợi chưa lên. Từ từ đổ xăng á. Ờ đổ xăng à, đi đổ xăng này. Tao kiếm xăng. Ờ đấy đó, đổ xăng. Ờ đi trước đi Huy. Rồi, đi nằm vùng thôi. Rồi ok ok ok. Rồi, đi thôi. Cuộc sống thơ mộng. Sướng không? Ê, sao cái kia của mình cháy vậy? Được chưa? Vô tung nhà luôn. Sao không ra được? Đổ xăng mà, đây có xăng này. Ôi, tao không ra ngoài được mày ơi. Chết rồi, kẹt rồi. Cứu. Nó không là như mình kìa. Ôi. Sướng quá, đi. Sướng quá. Rồi sao? Chạy. Chết mẹ ơi. Giúp ơi. Đi vào nhà đi. Chạy đi. Nó có nổ xe không ta? Nó có nổ xe không? Ôi, sao sợ nha. Nhìn lên đầu nguyên nhà thủ rồi. Ôi. Bằng một cách thần kỳ đó thì mình vừa mới nhận ra là hồi nãy mình đổ nhầm dầu vào cái xe. Cho nên là cái xe của mình hiện tại nó không chạy được luôn các bạn à. Cho nên là mình đang tìm cách để lật xe lại. Tao gửi cho cái này vô nè. Huy ơi, giờ chạy nha, chạy nha. Chạy. Nổ rồi cái dấu ơi. Đổ hết dầu rồi nè. Được rồi đúng không anh hiểu. Về cố anh lên ơi. Ủa sao nghe nói nổ được mà. Không phải là nổ chết cái xe. Được cứu rồi mọi người ơi, được cứu rồi. Được cứu rồi, đã quá mọi người ơi. Ủa, anh em mày nhìn phát xạ kìa. Mày nhìn phát xạ kìa anh em ơi. Yeah, được cứu rồi. Ôi, hoàng hôn đẹp. Ôi, cạnh biển sẽ đút lên mất máu rồi nè. Ở gì đúng này bình minh ông ơi. Hoàng hôn, trời bình minh á. Anh Dũng lái hả? Cũng được. Ra khỏi chỗ này trước đi, đừng ai lên xe. Let's go. Ơi, còn cái này còn sang không? Không hết rồi. Được, đi lẹ nè anh em ơi. Rồi, ok. Đóng cửa lại. Let's go. Anh Dũng ơi. Ui, lút. Ô, cái đéo này. Mày. Trời ơi, tao muốn mẹ luôn. Có bơm rồi. Rồi, sao luôn Nguyên. Anh Dũng ơi. Chết được kia rồi. Ủa, thằng người vậy? Chết rồi. Bánh mì. Đây, em có xăng rồi. Tao lắp có xe cho. Ừ, đây xăng nè, ai đổi xong rồi đưa. Đổi nè. Chưa lấy bao nhiêu không có xăng. Đừng có đổ hết nha. Mà cứ ra. Trời tối có đi nhá. Sướng quá anh em ơi. Xe đi luôn rồi nè. Đi thôi. Từ từ đóng nắp xăng lại cái. Từ từ khoan anh em ơi. Chưa. Đi. Nói chung là trên cái số đó cái thằng. Ui. Giờ có mình. Tí nữa thùng lủng đầu rồi. Tí nữa cái đầu lủng rồi. Anh coi chừng cái động cơ nó bốc khói nha. Bốc khói thì phải dừng lại á. Đó, đỡ nóng á. Động cơ nó. À có nhà đằng trước kìa. Mày đẩy xe lên đi anh em ơi. Mày đẩy xe lên đi. Đẩy. Để anh đẩy. Chứ không đẩy hay. Để lút cho. Đây để tôi đâu. Em để xe tiếp. Ông cao có nhà tôi lấy mình sang. Từ lấy cái chai đập đó đi, lấy chai đập đó nè. Không lấy chai đập được, chỉ còn lấy đồ đập thôi. Đóng rồi. Ui, sập xe. Vô gì. Vào xe. Lúc gì đúng rồi, vô gì. Ôi, người thằng này vào xe này. Trong đâu, ok đi. Lái chung đi xong rồi tí anh lái ra. Mình lái là mình bấm virus, mình lái à. Ui, nó nổ một phát chết con quái luôn. Ôi, hình như xe hết xăng. Ui, gần hết xăng rồi. Đây.
Đẩy đi anh em ơi, đẩy. Mở cửa hé ra xong đẩy anh em ơi. Gần hết rồi. Có nhà trước kìa. Rồi bây giờ đánh cửa của nhà đó đi lấy xăng này anh em ơi. Rồi xuống xuống rồi, tối rồi. Luôn này xuống đây, dừng xe lại. Lộn đồ ăn, nhanh lên, đói quá, chết rồi. Bia cái bia gì xuống đây này. Đồ ăn đâu, bia đâu. Bia đâu. Rồi, cái Dũng đâu. Đâu, đây, trong nhà. Nhanh. Được cứu rồi. Ui, mẹ bình này 9 lít anh em ơi. Sướng quá. Thôi, đèn pin nữa. Thôi, đèn pin. 3, 2, 1, đi. Kìa. Nhưng mà kiếm mất coi bạn kìa. Nhưng mà bộ đống đồ ăn luôn. Ôi ba ngự thôi. Bộ đống đồ ăn. Ôi ơi. Dũng xuống đi chứ Dũng ơi. Chết rồi. Đống đồ ăn mà. Đống đồ ăn luôn bạn đâu. Ngay thì chè đi. Thảo đi xuống dụ ông chỉ Dũng đấm nha. Để xuống dụ. Mày à, có này cho anh ăn nè. Anh xuống đi. Đâu, cái gì đâu. Đằng sau. Ngon. Được sống rồi. Chạy luôn anh em ơi. Bánh mì. Đâu rồi? Bánh mì. Tôi sẽ quay lại cảnh ông kiếm đồ ăn thầy Thích Minh Tuệ đi không thấy. Thầy sư Minh Tuệ ơi. Thầy sư Minh Tuệ. Cho con đồ ăn chơi. Nhà. Bây giờ đúng rồi. Đồ ăn nhiều quá. Đồ ăn kia. Bùm rồi. Có nhiều cổng liên đường luôn á chứ. Thiên đường. Ông thật. Vô nhà đi. Ôi, tao giờ luôn, ớt chuông, tao, ớt chuông. Con ma sau lưng. Một cái gì ném bom nè. Ôi, trời, cái gì vậy? Là sao? Không, là cái xe nó đỏ rồi. Ủa, đến sông rồi. Dừng đi. Ở đến sông tìm mèo béo thôi anh em ơi. Mèo béo. Đói quá, mèo béo ơi. Mèo béo ơi. Goodbye các bạn nha. Mình chết đây, mình là mèo béo, mình chết đây. Anh Dũng ơi, anh sống vậy. Anh đang sống vậy đây, yeah. Hồi sinh đây. Ô, sao nó xong chết mẹ rồi. 49 đô bức, gọi luôn. Ok, đồ xăng đi tiếp. Bắt nóng anh ơi. Đồ chưa Vinh nha. Ui, rớt xe em ơi. Yes rồi. Đi được luôn. Ô, đi được. Ô, đi được nè. Ôi cầu luôn à. Ờ, gần cầu ta. Cầu, nó đi. Siêu. Siêu phó đà. Siêu phó đà thì chết, siêu phó đà là cái gì? Đà nó lấy đà lắm. Yeah. Đi cứu. Cứu người. Chúng ta, không phải, không phải đó. Mày, hả mày. Còn nó bằng ba sao vài trăm tôi bị đổ luôn. Đồ ăn. Em sắp chết rồi, cứu em. Đồ ăn đến rồi. Cứu em anh ơi. Đồ ăn. Đấy rồi anh ơi, đồ ăn đến. Đồ ăn. Cứu tôi. Yes sir. SOS. Ô đồ ăn. Ủa đâu rồi? Phá ra. Bật hamburger. Mèo béo. Mèo béo nè, sắp chết rồi. Đây. Huy, ăn đi. Không ăn được em. Bấm ép. Không ăn được. Sao không được? Ông lỗi giống chị Na nào nãy rồi. Rồi, xong luôn. Rồi, ông chỉ đợi ông lỗi rồi ông ơi. Từ từ đếm đi đâu mà ăn được không? Quăng ra đường luôn. Bố thí rồi mày ăn nè. Đào đồ ăn nè. Em mấy giấy cào ấy rồi. Mày cái kia đi xe lắc rồi. Ôi, đâu rồi? Ôi, nó bại rồi. Bây giờ bỏ qua hai này nha anh em, tung thôi xong mình chạy. Tí nữa chúng ta sẽ thấy rủ quân đi dụ. Mày. Anh Dũng ơi, bánh mì luôn rồi, ăn bánh mì. Ôi đừng có đổ bông gần nha. Trời ơi, nghe tôi. Khốn nạn, thằng chó Sư Minh Tuệ. Thằng Sư Minh Tuệ. Mày phá xe tao. Ôi, tính ra cái này có vụ đẩy xe luôn á anh em. Mình đẩy gầm xe được á. Thảo ơi, mà đẩy gầm xe được nè. Xem đẩy nè. Má đẩy với luôn. Ừ, có nhà, bánh mì. McDonald's. Ủa sao này anh em lại sao? Trong đây có gì hết á. Ơi, có máy bay tiếp tế kìa. Có máy bay trên đầu anh em ơi.
quay lại mày bay rồi ui mày nổ nó xém chết luôn, có gì làm không? À không, không có gì làm đâu, lại tránh xa mấy bay đi. Ở đằng sau không có gì cả. Sao con này nó cứ dí hoài ta. Lên xe. Ui nguyên cây vậy. Rồi đi đường tí xong tắt máy. Ui không mà dậy tiếp, tắt máy xong dậy tiếp đó, chứ thật hay không? Ngon. Không tắt máy tiếp. Chứ thật quá. Ui. Rồi tắt máy tiếp. Có cái nhà anh em ơi, cho bạn với. Đói quá. Chiếm đây. Chiếm được. Em đi thôi. Click cả. Ui. Bánh mì. Có gì không hả? Rồi, một thằng đi rồi. Má lốc xoay. Nó cuốn bay cái xe của tao rồi. Đội nó cuốn tao luôn rồi. Oh shit. No. Nha. Sắp chết đói rồi, nhanh lên. Ô cái gì đây? Không có. Ô nó xì cam. Đấm chết sử dụng. Rồi đi vào. Rồi cỏ rồi. Đấm chết sử dụng rồi.